Chào anh em nhé, mình là kẹo ngon ba miền. Thì hôm nay mình quay trở lại giới thiệu anh em cái mẫu kẹo chì ngắn mập và kẹo chì monster nhá. Hai mẫu kẹo này thì cực kỳ là dễ chơi, không gắn cành. Trước khi vào giới thiệu chi tiết sản phẩm thì mình xin phép anh em, những em nào đang theo dõi video của mình thì rất mong anh em cho mình xin một lượt like lên video và anh em đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên để mình được tương tác với anh em nhá. Còn về chất lượng sản phẩm thì những em nào đã sử dụng qua hàng nhà mình có điểm nào chưa hài lòng thì anh em bình luận góp ý để mình có thể cải thiện phục vụ cho anh em tốt hơn. Còn anh em đã cảm thấy ok thì anh em bình luận ok nhá. Mình xin chân thành cảm ơn anh em. Còn về cách thức giao dịch bên mình thì anh em đặt hàng mình sẽ ship series cho anh em. Anh em nhận hàng thanh toán tiền, anh em lý hàng nhà mình là không đồng kiểm nha. Hàng không kiểm em là tin tưởng quý mến mua hàng, em nào không tin tưởng thì qua shop khác để tránh mất thời gian của đối bên. Còn hàng nhà mình thì mình luôn cam kết với anh em là mình giới thiệu như thế nào sẽ gửi đến tay anh em 100% như mình giới thiệu luôn. Anh em nhận hàng không được như mình giới thiệu, anh em cứ gửi lại hàng cho mình để mình gửi lại tiền cho anh em. Đó. Anh em nhận hàng về test không được ưng ý thì anh em gửi lại hàng cho mình hoàn tiền cho anh em 100% cho anh em luôn. Đó. Và cũng như đầu video mình đã nói thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em hai cái mẫu kẹo lấm ngắn mập và cái mẫu kẹo monster anh em nhá. Hai mẫu kẹo này cực kỳ là dễ chơi và tất cả hàng nhà mình đều là hàng nhập, chỉ mềm đóng máy anh em nhá. Anh em yên tâm về chất lượng luôn. Thì đầu tiên giới thiệu anh em cái mẫu kẹo ngắn mập. Đấy, ngắn mập nhà mình có 4.5, 5.5, 552, 554, 556, 635 và 640 anh em nhá. Đầy đủ các kích cỡ cho anh em luôn. Đó. Đầu tiên giới thiệu anh em 4.5 này. 4.5 này thì anh em bèm mồi nhỏ không sợ bị lặn mồi. Đấy, một cân được khoảng 1.400 viên, anh em thoải mái mà chơi luôn. Đó, về chung hai tầng anh em nhé. Hàng cực kỳ đều và đẹp luôn, 100 viên như một luôn. Đó, hàng bao đều và đẹp. Đấy, hai mẫu này mình đều đang bán là 450 anh em nhé. Còn đây là 5.50 này. Khi anh em mua hàng 5.50 thì kèm theo lời nhắn là 5.5 chuẩn giúp mình để mình gửi đúng hàng cho anh em. Đó, hàng bao đều và đẹp luôn. Đấy, không một chút bao viếu cạnh nào anh em nhé. Đó, còn đây là 552. Mẫu kẹo này thì bao chuẩn cho anh em là 130m và bao lớp xe là 90m anh em nhá. Nếu mà cành của anh em là cành nhập, cành cao cấp và anh em canh chỉnh tốt nữa thì độ trụm của nó sẽ cao hơn nhiều luôn. Đó. Nhìn viên kẹo cực kỳ là khuôn mắt và sắc sảo anh em nhá. Về chung hai tầng chỉ mềm 100% luôn. Bóp cho anh em thử xem một viên. Bọng một phát là bẹp dùng luôn, anh em không nói hại cảnh hại khương nhá, 100% đều là chỉ mềm. Còn đây là 554. Dưới cái mẫu ngắn mập này thì nhà mình đang bán mạnh nhất luôn. Anh em đang tin dùng rất là nhiều. Đó. Mình đang bán mạnh nhất là cái mẫu ngắn mập này. Còn đây là 556 anh em nhá. Anh em nào chơi lâu nghề cành mòn thì anh em tăng size dần lên cho nó phù hợp với kích thước cành. Đấy, 450 anh em có nghe một cái mẫu kẹo chỉ nhập cực kỳ là chuẩn luôn. Còn đây là 635. 6 chấm nhà mình có 635 và 640. 6 chấm này thiên về sức phá, lực công phá cực kỳ mạnh luôn anh em nhá. Nếu mà anh em nào mà khu vực nhiều mồi lớn ấy thì anh em nên chơi 6 chấm cực kỳ là hợp lý. Anh em đi săn hàng cực kỳ phê luôn. Đó, về chung hai tầng chỉ mềm hết anh em nhá. Anh em chơi 635 mà lỏng thì anh em đi 640 này. Đấy. Hàng bao đều và đẹp luôn. Đó, 450 anh em nhá. 450 anh em có nghe một cái mẫu kẹo chỉ nhật. Đấy. Còn đây là monster. Đấy. Mẫu monster này nó có độ vươn và độ nứt gió rất là tốt anh em nhá. Đấy. Chơi không kén cành luôn. Nó dài hơn mẫu lấm ngắn mập một chút nên độ vươn nó sẽ nhỉnh hơn anh em nhá. Đấy. Bởi vì là cái mẫu này vẫn chưa nhiều người mua bằng cái mẫu ngắn mập, nó là anh em. Mẫu này là mẫu mới ra nên là chưa nhiều anh em trải nghiệm. Nếu mà những anh em đã trải nghiệm rồi ấy, thì hầu hết anh em đã chuyển qua mẫu này chơi. Đấy. Còn anh em chưa trải nghiệm qua ấy, thì chủ yếu là vẫn chơi cái mẫu truyền thống này. Đó, lấm ngắn mập anh em nhá. Nhà mình có đầy đủ kích thước từ 4.5 đến 6.40 cái mẫu monster. Đó, monster vừa rồi mình bán là 500.000, bây giờ giảm giá còn 450 anh em nhá. 4.5 này thì sử dụng là tiệp và sáp luôn. Sử dụng là tiệp sáp thì ổn định hơn và pin được hơn, mẫu rỗng rất là nhiều anh em nhá. Còn đây là 5 chấm này. 5 chấm nhà mình có 550 và 552 anh em nhá. Đấy, có hai cái cỡ 550 và 552, 554 và 556 không có anh em nhá. Đó, hàng bao đều và đẹp luôn. Đó, còn đây là 6 chấm này. Đó, 6 chấm nhà mình có 635, 638, 640. Đó, có 3 kích cỡ luôn. Đó, mẫu kẹo chỉ có độ vươn cực kỳ tốt và lướt gió cũng rất là tốt anh em nhá. 450 một cân bao ship, hai mẫu này đều là 450 một cân bao ship. Anh em nào mà mua mẫu nào thì cứ liên hệ với hai đầu số clip nhá, số điện thoại và Zalo mình mã 24/24 luôn. Xin chào anh em.